Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu phần mềm ghép chữ. Đây là phần mềm dành cho giáo viên và các trẻ lứa tuổi mẫu giáo và lớp 1. Phần mềm có cái tác ý nghĩa là ghép chữ đúng như cái tên của phần mềm. Đây là giao diện của phần mềm. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cái phần mềm này. Phần mềm này nó có 4 cái chức năng riêng biệt. Chúng ta hãy cùng nhau xem để điều khiển các cái tính năng này, chúng ta vào cái nút phía cuối này là nút nhập dữ liệu đầu vào. Ở đây nó có bốn cái nút để chúng ta bốn cái lựa chọn để chúng ta lựa chọn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của bốn chức năng này. Một là ghép chữ âm vần, tức là cho các con luyện tự động sinh cái bài luyện mà dùng để ghép các cái chữ cái thành các cái vần và âm vần. Thì cái tính năng này dành cho các cái trò mẫu giáo và bắt đầu bước vào lớp 1. Chức năng thứ hai là ghép chữ để các cái vần để tạo ra một cái từ hoàn chỉnh. Thì cái này dành cho các học sinh, các con mà đã biết nhiều hơn, đã biết đánh vần tiếng Việt và có thể ở cuối thì phải mẫu giáo lớn và chuẩn bị bạn đang học lớp 1. Còn tiếp theo là hai cái dạng bài là bài luyện tự do và bài luyện tự do hoàn toàn, thì tôi sẽ mô tả sau. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cái ghép chữ và âm vần. Thì đây là cái bài đầu tiên. Thì về mức độ thì nó có ba có hai loại là mức dễ và mức khó. Mức dễ tức là chỉ mức dễ là học sinh chỉ việc chọn cái cụm vần và âm vần không không có dấu, còn mức khó là có thể có cả dấu. Chúng ta hãy cùng làm thử. Mức dễ chẳng hạn, chúng ta muốn chấp nhận G. phần mềm chữ tự động sinh. Như vậy đây là cái hai cái tự mà học sinh cần phải phải tạo ra. Chúng ta có thể bấm vào đây để nghe lại cái từ đó. G. G. Như vậy là cái vần chúng ta nghe là G, nhưng mà có hai chữ cái. Như vậy chúng ta sẽ phải học sinh sẽ đoán được đó là chính là cái vần G này đó. Làm xong chúng ta bấm nút này để kiểm tra. Rồi. Cái này là chúng ta làm tiếp bài sau, phần mềm chữ tự động sinh. Ướp, dịa, ượt, uể, Đấy, ví dụ như vậy. ẽn, Hãy nghe lại vần này nhé. ẽn. Như vậy đây là một cái vần mà học sinh sẽ phải tìm cái vần mới có dẫn dụ ngã rồi. Chúng ta sẽ phải đưa vào đây cái chữ mà chúng ta muốn lấy ví dụ như vậy. Thật sự tôi làm sai nhé. Tôi đưa lên đây. Kiểm tra. Không. Đúng phần là ẽn. Và phần mềm sẽ tiếp tục. Ca, uột. Chúng ta có thể lựa chọn một cái vần cụ thể để cho học sinh luyện. Tôi lấy ví dụ, chúng ta vẫn là cái bài một này, chúng ta lựa chọn cái vần, chọn một cái vần cụ thể. Tôi muốn là học sinh làm học cái vần này chẳng hạn. Đó, tôi bấm nhận. Áp. Đấy, thì đây là cái vần mà tôi nghe. Áp. Áp. Đó, ta sẽ làm cái kéo chữ ở cái vần đó. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta xem là sang cái phần thứ hai, bài thứ hai là luyện ghép vần tạo từ. Tức là chúng ta sẽ trên máy hiện ra một cái từ hoàn chỉnh nhưng thiếu một vài chữ. Rồi chúng ta sẽ phải điền chữ vào, các con sẽ phải điền chữ vào. Thì cái chữ cụm từ mà điền vào đó là cái một cái vần hoặc là âm đầu hoặc là vần. Cũng như mà chúng ta có thể lựa chọn cái mức độ dễ, tức là chúng ta không phải ghép cả dấu, còn mức khó là chúng ta ghép cả dấu. Chúng ta có thể lựa chọn là ngẫu nhiên cái từ được sinh ra, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn cái từ đó là phải là âm đầu mà cụ thể. Chúng ta có thể lựa chọn cụ thể hơn, ví dụ tôi chọn cái âm đầu là âm m chẳng hạn, là cái chữ m, thì như vậy phần mềm sẽ sinh ra những cái bài luyện mà nó là bắt đầu bằng bằng, bằng chữ m. Chúng ta thử nhé. Đó, đây là cái từ mà quả, chúng ta phải biết, phải chúng ta phải luyện. Nhưng mà đây là cái bài luyện cho con cái chữ m đấy. Rất Đấy, đây là cái chữ gì, đây là cái chữ là chúng ta phải kéo chữ m lên như thế này. Đó, nếu chúng ta có thể hủy cái này đi, hủy đi và chúng ta lựa chọn cái ngẫu nhiên này, phần mềm sẽ tự động sinh. Đấy, đây là cái từ gì đây, chúng ta sẽ phải đoán được cái từ đó và chúng ta sẽ học sinh và giáo viên sẽ cùng nhau giải cái bài tập này đó. tốt Phần mềm chữ tự động sinh có thể có cả hình ảnh kèm theo. Đây là cái gì đây? À, như vậy là gói gì? Gói xôi. Chúng ta sẽ phải đưa chiếc xôi lên như này.
ta làm sai, ta kích đúc vào đây. Ta sẽ đưa cái từ khác lên. Đó. Ở dạng bài thứ ba là chúng ta bài luận tự do nhưng mà theo mẫu. Theo mẫu theo chúng là giáo viên là người nhập cái mẫu đó vào để chúng ta sẽ mô tả cái mẫu này. Để nhập cái mẫu này thì cũng như vậy chúng ta có thể lựa chọn cái mức dễ hoặc mức khó. À, chúng ta sẽ nhập trực tiếp cái bộ dữ liệu đầu vào ở đây. Chúng ta hãy làm thử một cái mẫu như vậy nhé. Đây thì đây tôi sẽ mở cái tập tôi ra để chúng ta sẽ xem. Tôi sẽ mở một cái tập đã có ở trên. Đây là một cái mẫu như vậy. Tức là chúng ta sẽ phải nhập một dãy những cái chữ từ chính là cái đáp án của cái từ đó. Ví dụ như tôi hoa hồng chẳng hạn. Còn cái mẫu là chúng ta sẽ phải nhập vào cái chữ mà hiện trên màn hình. Còn cái chỗ mà học sinh cần điền vào là chúng ta để dấu chấm. Ví dụ như là ta dấu chấm, đúng không? Vậy cái bài này chúng ta sẽ nhập vào hiện màn hình nó giống cái mẫu này nhưng mà có hai dấu chấm. Học sinh sẽ điền vào hai dấu chấm này, ứng với là chữ A và chữ O dấu huyền. Lúc này để kiểm tra xem là cái việc nhập này có đúng không. Nó cập nhật. Vậy chúng ta đi có ba cái từ là chăm chỉ, con kiến và hoa hồng. Chúng ta làm thử, bấm vào đây, bấm nút chấp nhận. Phần mềm sẽ chúng ta đồng ý lưu lại, chúng ta lưu lại cái tập dữ liệu này. Như vậy đây là cái chữ đấy, như vậy đây là con gì, con gì, con kiến. Chúng ta sẽ phải đưa vào đây chữ I, chữ E và chữ N. Đó. Đây, chữ hoa hồng đây, chúng ta vừa mình tạo ra đây. Đây là chữ A, đây là chữ O. Nhắc lại rằng là chúng ta có thể lựa chọn kia, có thể có nhiều dấu chấm liền nhau. Ví dụ như tôi sẽ tạo thêm một từ mới nữa. Ví dụ như là từ bánh xèo. Thì cái từ của tôi có thể là như này, 1, 2, 3 dấu, đúng không? Như vậy là cái từ của tôi là từ bánh xèo, nhưng tôi đến nhập vào đây là có cập nhật vào đây. Đây là bấm nút chấp nhận để tôi ghi lại. Ta lại mở ra. Đó, từ chăm chỉ này, con kiến này, như từ bánh xèo đây. Đây chúng ta như vậy. Người giáo viên chúng ta sẽ kiểm soát được cái bài trò chơi này cho của học sinh. Bánh xèo chúng ta gọi chữ E, đưa chữ E và O vào đây. Như đây là cái dạng bài luyện mà cũng là từ cái ghép chữ nhưng mà cái dạng thứ ba là dạng là luyện theo mẫu mà chúng ta là người giáo viên là người tạo ra cái đề bài. Còn dạng thứ tư là bài luyện hoàn toàn tự do, là cái dạng luyện mà giáo viên sẽ được chủ động hoàn toàn và học sinh sẽ không có cái cụ thể nào, cái mẫu cụ thể nào trên màn hình và giáo viên và các trò cùng nhau lên để ghép chữ. Ví dụ giáo viên chọn một cái bài là các con sẽ lên phải ghép chữ Anh chẳng hạn, chúng ta sẽ kéo chữ A, chữ N và chữ H. Ở trong trường này thì không có một cái nút nào dùng để kiểm tra để đúng không sai. Chúng ta có thể kéo nút lên. Nhưng chúng ta có thể, nếu chúng ta muốn làm lại sang bài khác, bấm nút như thế này. Chúng ta có thể làm kéo lên hẳn cái chữ dài. Nếu chúng ta muốn, ở đây chúng ta có thể kéo cả dấu lên đây. Đó. Lấy kéo chữ ra chữ Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta kéo chữ N lên đây, chữ A lên đây và chữ M. Đó. Thì đây là cái trò chơi cho các con có thể tự do và cô giáo có thể ra bài tập cho con và kiểm tra từng con một xem là con ghép chữ như vậy đã đúng chưa. Như vậy phần mềm nói chữ là phần mềm dành cho giáo viên và học sinh ở cấp từ mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn, chuẩn bị vào tiểu học và lớp 1. Rất là phù hợp cho trong cái môi trường có sử dụng máy vi tính, máy tính bảng, hoặc là chúng ta có thể làm sử dụng cái bảng tương tác để hỗ trợ việc trò chơi này cho học sinh.